Xin chào và cảm ơn quý vị khán giả của FPT Play đã luôn lựa chọn theo dõi bản tin bóng đá Việt. Thưa quý vị, 2022 là kỷ niệm 50 năm mối quan hệ hợp tác Việt-Nhật và chúng ta sẽ có một sự kiện đánh dấu cho kỷ niệm lần này. Đó là trận giao hữu bóng đá giữa hai câu lạc bộ BKMX Bình Dương và Kawasaki Frontale. Tuy nhiên, điều đáng nói là trận đấu này được diễn ra chỉ một ngày sau khi đội bóng đất thủ hoàn thành chiến dịch V-League của mình. Vào chiều qua 18 tháng 10 tại Hà Nội, đại diện của hai đội bóng BKMX Bình Dương và Kawasaki Frontale đã tổ chức lễ họp báo thông tin về trận đấu giao hữu giữa hai đội nhằm hướng tới sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 20 tháng 11 tới trên sân vận động Bình Dương. Theo chia sẻ từ ban tổ chức, cả hai đội bóng cũng cam kết sẽ đưa ra đội hình mạnh nhất nhằm mang đến màn trình diễn với chất lượng chuyên môn cao nhất cho người hâm mộ. Điều này đồng nghĩa với việc các khán giả nhiều khả năng sẽ được chứng kiến màn đối đầu giữa Nguyễn Tiến Linh bên phía chủ nhà và Chanathip Songkrasin bên phía nhà đương kim vô địch của J1 League. Bên cạnh đó, trong đội hình của đội bóng đến từ Nhật Bản còn sở hữu nhiều cái tên đáng chú ý, trong đó có tiền đạo Leandro Damião với 17 lần khoác áo đội tuyển Brazil. Trận đấu giao hữu này sẽ được mở cửa tự do chào đón người hâm mộ. Ngoài ra, lễ hội cùng ngày cũng sẽ có những gian hàng trải nghiệm văn hóa, thể thao, ẩm thực và ca nhạc để khán giả có thể tận hưởng nét đẹp của hai nước. Tiếp tục những thông tin về giải vô địch quốc gia Việt Nam V-League. Ở trận đấu mới nhất thì đội bóng chốt bảng Sài Gòn FC đã có một chiến thắng quật cường và họ thắp sáng hy vọng trụ hạng của mình. Câu lạc bộ Sài Gòn đang dần lấy lại được cơ hội trụ hạng khi tiếp tục có trận đấu thăng hoa trước Sông Lam Nghệ An. Với lợi thế sân nhà, Sông Lam Nghệ An không ngần ngại đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thế nhưng, các chân sút đội bóng xứ Nghệ lại tỏ ra khá vô duyên ở trận này. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Sông Lam Nghệ An bất ngờ phải nhận bàn thua sau pha phản công sắc bén từ đội khách. Matthias chuyền như đặt cho Olsen mở tỷ số trận đấu. Đội chủ nhà từ đó càng chơi quyết liệt hơn. Họ đã có một lần đưa bóng vào lưới đối phương ở phút 62, nhưng bàn thắng của Olaha không được trọng tài công nhận vì đã phạm lỗi trước đó. Khi bàn gỡ chưa thấy đâu thì bàn thua lại tới. Phút 84 lại xuất phát từ một pha phản công, Tấn Tài thoát xuống dứt điểm quyết đoán khiến Văn Hoàng lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng. Nỗ lực của Sông Lam Nghệ An chỉ được đền đáp bằng một bàn gỡ do công của Oseni phút 86. Sài Gòn đã chơi chắc chắn và bảo toàn được 3 điểm. Thắng lợi 2-1 này đưa Sài Gòn vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, cơ hội trụ hạng lại mở rộng. Sài Gòn FC từ dưới đi lên và họ đang gặp một câu lạc bộ từ trên đi xuống, đó là Hoàng Anh Gia Lai. Đây là một nỗi thất vọng to lớn của thầy trò Kiatisak Senamuang khi trước giải đấu họ còn được nhận định là một ứng viên cho chức vô địch. Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Viettel đã diễn ra sôi động ngay sau khi bắt đầu. Do chuỗi 7 trận không biết mùi chiến thắng, khiến Hoàng Anh Gia Lai nhập cuộc quyết tâm cao hơn và đẩy cao đội hình tấn công. Mặc dù vậy, lưới của đội bóng phố núi mới phải rung lên trước. Nếu như bên kia chiến tuyến, Văn Toàn vô duyên bao nhiêu khi bỏ lỡ hàng loạt các cơ hội, thì Hoàng Đức của Viettel lại đỏ bóng và có duyên với bàn thắng bấy nhiêu. Pha dứt điểm đầu tiên của Hoàng Đức đã tạo nên siêu phẩm. Phút 26, Hữu Thắng làm tường đưa bóng cho Hoàng Đức dứt điểm vô lê một chạm từ ngoài vòng 16m50, đưa Viettel vươn lên dẫn trước. Thời gian sau đó thế trận giằng co, nhưng các ngôi sao của Viettel thì biết cách tận dụng cơ hội hơn Hoàng Anh Gia Lai. Phút 64, Văn Hào đi bóng như chỗ không người trước hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai, rồi tung cú dứt điểm không thể cản phá, qua đó ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng quân đội. 8 trận liên tiếp không thắng, Hoàng Anh Gia Lai rơi xuống vị trí thứ 8, đánh mất cơ hội cạnh tranh chức vô địch mùa này. Viettel tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2, kém Hà Nội 4 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 2 trận. Cũng đang bám sát ngôi đầu là Topelen Bình Định. Tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà, đội bóng đất võ đã sớm làm chủ thế trận khi có chất lượng đội hình nhỉnh hơn. Hàng loạt cơ hội nguy hiểm được Bình Định tạo ra và thành quả cũng đến ngay ở phút thứ 35. Văn Thuận dứt điểm chính xác, một chạm khiến thủ môn đối phương không có cơ hội nào cản phá, mở tỷ số cho Bình Định. Đang trong cuộc chiến trụ hạng và bị dẫn bàn trước khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không còn gì để mất, phải đẩy cao đội hình tấn công. Đội chủ nhà cũng chỉ chờ có vậy để chơi phản công. Phút 54, từ một pha phản công chớp nhoáng, bộ ba Rafferson, Tấn Tài và Jamie Lynch phối hợp như đá tập trước khi Jamie Lynch dứt điểm chuẩn xác nhân đôi cách biệt. Mọi nỗ lực sau đó của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được đền đáp bằng một bàn gỡ đến từ Paulo sau pha đánh đầu cận thành. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà đội khách làm được ở trận đấu này. Topelen Bình Định giành chiến thắng chung cuộc 2-1, qua đó tiếp tục bám đuổi Hà Nội với cách biệt 4 điểm. Tạm thời đứng ở vị trí thứ 3, bằng điểm với Viettel xếp trên. Việc chỉ có thể kết thúc chiến dịch vòng loại U20 châu Á ở vị trí nhì bảng khiến cho các cầu thủ U20 Thái Lan không thể tự quyết định số phận của mình và họ phải dựa vào kết quả của các bảng đấu khác. Tuy nhiên, khi kết thúc ngày thi đấu cuối cùng của vòng loại thì tin buồn đã đến với các chàng trai trẻ xứ Chùa Vàng. Thông tin này cũng sẽ tạm thời khép lại thời lượng của bóng đá Việt hôm nay.
Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho bản tin của chúng tôi và xin hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai. Như vậy, sau một tháng chờ đợi, bóng đá Thái Lan phải đón nhận tin xấu khi đội tuyển U20 nước này đã bị loại khỏi vòng chung kết U20 châu Á. Vòng loại U20 châu Á 2023 kết thúc hôm qua với lượt đấu cuối cùng của bảng H tại Kuwait. Chiến thắng 1-0 trước Iraq giúp cho Australia toàn thắng và đứng đầu bảng H, giành suất dự vòng chung kết. Iraq thua nhưng vẫn đứng nhì bảng và đi tiếp. Thái Lan đứng thứ 6 trong nhóm nhì bảng nhưng hụt suất vào vòng chung kết vì bị đánh giá thấp ở hệ số fair play. Cụ thể, hệ số fair play Thái Lan là âm 10, thấp hơn Syria âm 8 và Iraq là âm 6. Do U20 Thái Lan đã nhận tới 8 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ ở trong bảng G. Rất nhiều những tờ báo ở Thái Lan đã bày tỏ nỗi thất vọng với thành tích đáng buồn này. Tờ báo Thái Rat mô tả, thật đáng buồn, Thái Lan là đầu tiên bị loại khỏi vòng chung kết U20 châu Á sau 32 năm, kể từ mùa giải năm 1990. Được biết, kể từ đó cho tới nay, Thái Lan đã 14 lần liên tiếp tham dự vòng chung kết U20 châu Á, với thành tích tốt nhất là vị trí thứ 3 năm 1994. Vòng chung kết U20 châu Á 2023 sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 3 đến 18 tháng 3 tại Uzbekistan với 16 đội, bao gồm có đội chủ nhà và 15 đội vượt qua vòng loại. Hôm qua, đoàn thể thao Borussia Dortmund đã có buổi khảo sát mặt cỏ và các hạng mục cơ sở vật chất tại sân Mỹ Đình để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với tuyển Việt Nam. Về cơ bản, đại diện của Dortmund tương đối hài lòng về sân Mỹ Đình. Đội làm việc đã khảo sát phòng thay đồ, các phòng chức năng, phòng VIP, kiểm tra chất lượng mặt cỏ sân chính và sân tập. Về mặt sân, đại diện của đội bóng đến từ nước Đức muốn mặt cỏ dày hơn, mềm hơn và yêu cầu tưới nước liên tục trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, đại diện Dortmund rất hài lòng với các phương án đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và dự phòng các sự cố có thể xảy ra. Đoàn cũng đã khảo sát sân tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong chuyến du đấu sắp tới, Dortmund sẽ có 3 buổi tập trước khi đối đầu với tuyển Việt Nam vào tối ngày 30 tháng 11. Bên cạnh đó, đoàn cán bộ chuyên môn của Dortmund đặc biệt chú ý đến các vấn đề liên quan đến vệ sinh. Họ chưa thực sự hài lòng với thực trạng hiện tại và mong muốn sân Mỹ Đình vệ sinh sạch sẽ trước trận đấu diễn ra. Trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Dortmund sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 11 trên sân vận động Mỹ Đình. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.